Xin chào tất cả anh em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tựa game Đấu trường ma thuật. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất của game này. Thì đầu tiên để nhập gift code, anh em nhấn vào avatar của mình. Sau đó anh em nhấn vào mã kích hoạt và tiến hành nhập mã gift code. Gift code thứ nhất như sau: A 7 7 3 4 B G T U G T B. Gift code này bao gồm các phần quà sau: 10 vạn vàng, mảnh kỵ sĩ lửa đen số lượng 50, thẻ làm mới bạc mạo hiểm số lượng 5, thủy tinh triệu hồi giới hạn số lượng 5. Gift code thứ hai như sau: 1 G 2 L 8 6 6. Gift code này bao gồm các phần quà sau: 100 vạn vàng, 20 thẻ làm mới đồ hiểm, 500 đá đột phá, 20 thẻ tiêu chí đấu trường. Gift code thứ ba như sau: B T C 4 W N 9 Q I G 7 Q. Gift code này bao gồm các phần quà sau: 100 vạn vàng, 12 thẻ làm mới đạo cụ, 50 vạn MP tăng cấp thường, 500 nguồn ma lực. Gift code thứ tư như sau: B C H 1 I G I 4 3 Q B 9. Gift code này bao gồm các phần quà sau: 100 vạn vàng, 60 mảnh bậc 4 ngẫu nhiên, 50 vạn MP tăng cấp tướng, 1000 điểm tình bạn. Gift code thứ 5 như sau: V W 9 B G C B 28 G 9 Z. Gift code này bao gồm các phần quà sau: 80 vạn vàng, 5 thẻ triệu hồi kim cương, 50 vạn MP tăng cấp tướng, 2 trang bị tiếp tự chọn. Gift code thứ 7 như sau: V I B C O G E 1 T G I E U 1. Gift code 1 triệu. Gift code này bao gồm các phần quà sau: 100 vạn vàng, 5 thẻ triệu hồi kim cương, 500 đá đột phá, 100 vạn MP tăng cấp tướng, 25 tinh hoa cường hóa. Gift code thứ 8 như sau: T G I E U H O I G E M O N. Triệu hồi demon. Gift code này bao gồm các phần quà sau: 500 kim cương, 50 mảnh triệu hồi ác quỷ, 1000 điểm tình bạn, 50 tinh hoa cường hóa, 300 nguồn ma lực. Gift code thứ 9 như sau: S U C M E N H T I N H B A N. Sức mạnh tình bạn. Gift code này bao gồm các phần quà sau: 20 vàng vàng, 30 mảnh bậc 4 ngẫu nhiên, 2000 điểm tình bạn, 50 vạn MP tăng cấp tướng, 600 đá đột phá. Gift code thứ 10 như sau: XXINCHEO2021. XXINCHEO2021. Gift code này bao gồm các phần quà sau: 100 vạn vàng, 100 vạn MP tăng cấp tướng, 50 pháo hoa và hộp quà kéo bài. Gift code đó còn sử dụng được. Mình sẽ vào túi đồ để xài các vật phẩm. Đầu tiên đó là mảnh bậc 4 ngẫu nhiên, sẽ ghép trên đường vua nhạc ngốc, kỵ sĩ lột trời và ngư dân truyền thuyết. Thứ hai là trang bị tím tùy chọn,
dùng hết. カードの中にある。正義が遅れることはない。 あなたに対するのは純粋な力だ。 殺人という悪事にはどうやら止められないでござる。あなたに対…私の信念は揺るがない。 力が燃えている感じは実に素晴らしい。 なんという素晴らしい血だ。 全てはカードの中にある。 彼らの勝利はやがて贅沢。お前は力を。なんという素晴らしい血だ。力が燃えている感じは 実に素晴らしい。全てはカードの中にある。あなたに対するのは純粋な力だ。殺人という悪事。彼らの勝利はやがて贅沢な望みになる。
終わりの時間だ。チャンネル登録、ドン・グワン・ライフ・チャンネル登録ね。今夜は、バイネーム、ジョン・カッコー、ティップ。バイネーム。オーカー・ケンブ。